Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là ngày cuối cùng của tháng 8 tại Hoa Kỳ là ngày thứ tư Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là đầu tháng 9 rồi là ngày thứ năm Và hôm nay đó, chủ yếu thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin với các bạn Hôm nay chủ yếu là tin tức mà thôi Và thường sẽ cố gắng sắp xếp những cái tin tức này một cách nó logic để các bạn dễ theo dõi Và đương nhiên chúng ta sẽ nói về tình hình chung của thị trường mặc dù là các bạn có thể nhìn thấy được là giá cả của crypto đó không có nhiều cái sự dao động nhưng mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lại tiếp tục là một màu đỏ thì chuyện gì xảy ra vậy? Và chúng ta lại nghe à, lời phát biểu đến từ Fed nữa thì Fed lại nói gì? Và tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là những nhà đầu tư đó thì à, họ đã có cái sự chuẩn bị với cái sự tăng lãi suất của Fed hay là chưa? Tôi sẽ chia sẻ đề tài này với các bạn. Cũng như là chúng ta nhận được một thông tin rất là nóng ngày hôm nay đó chính là Michael Saylor à, của Michael Strategy à, bị kiện bởi uh, tổng trưởng lý của uh, DC ở Hoa Kỳ thì uh, chuyện này là gì chúng ta có nên quan tâm đến hay là không ảnh hưởng ra sao với crypto chúng ta cũng sẽ nói tới cái đề tài này và chúng ta cũng sẽ cập nhật những thông tin như là liên quan đến uh, Cardano, Harvok Vaso thì như bạn có đã biết là Cardano đó đã có được cái phần trăm cần thiết để những cái uh, máy nô đó chạy phiên bản mới để có thể có cái cập nhật mới rồi thì tại sao bây giờ vẫn chưa cập nhật mới đang chờ đợi gì thì chia sẻ chi tiết với các bạn cũng như là thông tin liên quan tới Ethereum một số những thông tin ở bậc khác nhưng mà trước hết chúng ta có thể nhìn thấy được là giá của BTC hôm nay và hôm qua đó hầu như là không có nhiều sự thay đổi chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC bây giờ mức là 20.149 và chúng ta có thể refresh cái trang Kogetco các bạn có thể nhìn thấy được là cái sự dao động của BTC hôm qua tới bây giờ đó là hầu như không có ở mức là 0.2% âm hiện tại Ethereum thì xuống một chút xuống 1.5% những đồng khác thì cũng đi xuống nhưng mà không phải là nhiều lắm nói chung thì cả thị trường ngày hôm nay đó nếu chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa thì so với giờ này ngày hôm qua là giống nhau hơn 1.000 tỷ đô la một chút phần trăm của BTC và Ethereum thì cũng tương tự mà thôi không có gì thay đổi nhiều ở mức là 37.7% cho BTC và 18.3% cho Ethereum so với tổng số vốn hóa của thị trường. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường chứng khoán đó lại là một câu chuyện khác. Tiếp tục đỏ hôm nay, đỏ liên tục mấy ngày rồi chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay xuống 0.8 S&P 500 xuống cũng tương tự và Nasdaq thì xuống 0.5 Và thậm chí hiện bây giờ đó chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng tương lai đó lại tiếp tục đỏ chúng ta có chỉ số Nasdaq Futures sẽ xuống tới 1% hiện tại mặc dù là crypto đó vẫn có thể giữ được cái mức là 20.000 đô cho một BTC nhưng mà chứng khoán thì tiếp tục và tiếp tục có màu đỏ xuất hiện liên tục nhiều ngày chúng ta có thể nhìn thấy được là dầu đó hôm nay thì xuống một chút, không phải là nhiều lắm nhưng mà ít ra chúng ta cũng thấy được là hợp đồng dầu đã xuống dưới 90 đô một lần nữa Mức là 89 đô, đó là điều mà chúng ta muốn thấy tại vì dầu ảnh hưởng rất lớn đối với phần trăm lạm phát. Nếu như dầu xuống thì phần trăm lạm phát sẽ được uh, có cái xu hướng đi xuống. Đó là điều chúng ta hy vọng ở đây. Còn về vàng đó thì uh, đáng tiếc vàng hôm nay cũng đi xuống thêm một chút nữa. Chúng ta nhìn thấy được là vàng bây giờ đó là đang nắm níu cái mức là 1.700 đô cho một ounce vàng Hợp đồng bây giờ là hơn một chút mà thôi 1.715 đô Còn về crypto chúng ta đã vừa nói tới rồi Nhưng mà thông tin uh, liên quan đến thị trường tài chính nói chung hôm nay đó Trước hết chúng ta hãy nói về thị trường tài chính nói chung đi Thì uh, các bạn thấy được là hôm nay lại tiếp tục có lời phát biểu đến từ Chủ tịch Fed Và đây đó là người uh, đứng đầu của Fed ở Cleveland, uh, Ohio Và Chủ tịch Fed đó có tên là Loretta Master thì chủ uh, tịch Fed Clip like, từ nói gì và bà ta nói đó là lãi suất sẽ tăng có thể là hơn 4% vào đầu năm 2023 và sẽ giữ ở mức đó có nghĩa là chúng ta đừng có hy vọng là năm 2023 thì uh, Fed sẽ giảm lãi suất chúng ta nên có sự chuẩn bị đó chính là Fed sẽ tăng lãi suất và có thể hơn 4% rồi sau đó giữ ở mức đó không tăng nữa nhưng mà sẽ không giảm Tuy là chúng ta nghe nói tới cái mức là hơn 4% là cái mức cao Đương nhiên rồi, tại vì chúng ta thấy được là cách đây không lâu phần trăm là suất cổ phép là không phần trăm thì bốn phần trăm là một con số rất là cao nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ đó là hiện bây giờ phép đã tăng nhiều lần trong năm nay và phần trăm là suất cổ phép là hai năm phần trăm và từ cái mức này chúng ta chỉ tính tới mức 4% thôi đó thôi là còn tăng khoảng chừng là 1 phẩy phần nữa mà trong năm nay đây chúng ta còn ba à, đợt tăng trưởng nữa à, chúng ta có cái cuộc họp à, tháng 9, rồi tháng 11 và tháng 12 thì còn ba cuộc họp nữa mà chỉ có cái sự tăng trưởng là 1,5 thôi thì coi như tốc độ cũng không phải là tăng nhanh lắm Và chúng ta cũng có thể nhìn vào cái hợp đồng tương lai của Fed Chúng ta nhìn vào cái trang CME FedWatch Tour này đó Chúng ta có thể nhìn thấy được là còn 20 ngày nữa là cuộc họp kế tiếp của Fed Và chúng ta sẽ biết kết quả vào ngày 21 tháng 9 Và chúng ta có thể nhìn bên dưới này đó, hợp đồng bây giờ là đang nghiêng về phía bên nào Rất rõ ràng là chúng ta thấy được là bây giờ đó cái phần trăm của Fed là khoảng 2.5% à, thì bây giờ 72% đã nghiêng về là Fed sẽ tăng lên tới khoảng chừng là 3.25 có nghĩa là cuộc họp kế tiếp này đó những nhà trader thì dựa à, dù sẽ hợp tương lai họ nghĩ là Fed sẽ tăng 0.75%. Thường thì các bạn thấy được là con số này nó sẽ thay đổi khi mà chúng ta đến cận ngày họp của Fed. tôi sẽ chia sẻ thêm lúc đó với các bạn. Nhưng mà nói chung thì phần lớn những hợp đồng bây giờ đã nghiêng về là Fed sẽ tăng thêm 0.75%. Kế Tiếp đó là cuộc họp chúng ta sẽ biết kết quả vào ngày 2 tây tháng 11 và chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo hợp đồng bây giờ đó thì 67% phần lớn là nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.5%. Chúng ta đã biết là từ 3.25 lên tới 375 là 0.5% Và cuộc họp cuối cùng của năm nay đó Chúng ta thấy là 66% Phần lớn đang nghiêng về là Fed sẽ tăng thêm 0.25% nữa Và cho đến cuộc họp đầu tiên của năm 2023 là 1 tháng 2 đó Thì lúc đó phần lớn bây giờ là nghiêng về là Fed không tiếp tục tăng nữa thì điều này nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy được là còn ba cuộc họp này à, 3 cuộc họp á, tháng 9 thì tăng 0.75 tháng 11 thì sẽ tăng khoảng chừng là 0.5 và tháng 12 đã khả năng là tăng 0.25 và chúng ta sẽ kết thúc năm nay ở à, mức là 4% và cái mức này là cái mức nào? Mức này là cái mức mà chúng ta vừa nghe à, lời phát biểu đến từ chủ tịch Fed của Cleveland nói là khả năng là chúng ta sẽ thấy là lãi suất sẽ ở à, mức là khoảng 4% hoặc là hơn một chút đầu năm 2023 bây giờ chúng ta thì được là phản ứng của thị trường cũng cho chúng ta thấy được là những nhà đầu tư cũng đã có cái sự chuẩn bị tâm lý này rồi có nghĩa là các bạn thấy được là cái thông điệp của Fed đó, theo thuận à nghĩ là bây giờ nhà đầu tư thì ai cũng đã hiểu rồi Fed đó, lập lặp lại rất nhiều lần chúng ta thấy được là hết cuộc họp này đến cuộc họp kia hết chủ tịch này đến chủ tịch kia đều nói rất là giống nhau đó chính là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi nào mà làm phát giảm xuống tăng bao nhiêu thì không có thể nào nói trước được nhưng mà ước tính là khoảng chừng là 4% tới đầu năm sau và tại sao mà Fed cứ lập tới lập lui những câu nói tương tự như vậy thì hôm qua trong video thằng này chia sẻ với các bạn cái video liên quan đến chiến lược của Fed rồi nhưng mà nào mà chưa xem có thể xem video ngày hôm qua để hiểu rõ hơn là tại sao Fed lại muốn lập lập lại như vậy hoài và chiến lược của Fed là gì nhưng mà đây là cái ước tính của Fed mà thôi các bạn nên nhớ đó là Fed còn có một nhiệm vụ nữa ngoại trừ là quản lý lạm phát Fed còn phải uh, quản lý cái phần trăm thất nghiệp uh, tuy là Fed nói là phần trăm thất nghiệp bây giờ vẫn thấp nhưng mà trên trang bản đó chúng ta thấy được là đã bắt đầu có một cái dấu hiệu là thị trường việc làm đó đã nguội lại chúng ta có thể nhìn thấy được là hôm nay đó công ty ADP đây là công ty biên chế nghĩa là công ty nào là công ty mà cung cấp dịch vụ trả lương cho những công ty khác uh, để mà uh, làm kế toán vân vân thì chúng ta nhìn thấy được là công ty ADP đó thống kê cái số nhân viên nhận lương ở Hoa Kỳ à, chỉ tăng có 132.000 trong tháng mà thôi. Tuy là vẫn tăng nhưng mà đã giảm tốc độ nhiều so với cái mức tăng của tháng vừa rồi là 268.000 vào tháng 7. Thống kê này đó là đến từ ADP thường vừa chia sẻ với các bạn và chúng ta được là con số 132 đó là khoảng phần nửa của con số 268 mà thôi. Có nghĩa là đây là dấu hiệu của việc làm nó có thể đã nguội lại vẫn tăng nhưng mà việc làm đang nguội lại rồi và thống kê chi tiết hơn đó nhờ nói là các ngành liên quan đến dịch vụ như là hoạt động giải trí khách sạn thương mại giao thông và tiện ích đó, thì tăng lên tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu mà thôi tại vì năm nay là cái năm đầu tiên mà chúng ta thấy được là mọi thứ đã bắt đầu trở lại bình thường và năm nay là cái mùa hè đầu tiên mà người ta bắt đầu đi du lịch trở lại cho nên dịch vụ khách sạn thương mại thì sẽ có cái sự tăng trưởng ngược lại đó phép tăng lãi suất thì làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tài chính tại vì đương nhiên khi mà phần trăm lãi suất tăng lên á, bị ảnh hưởng của Fed thì lúc đó người ta sẽ mượn tiền mua xe ít hơn, mượn tiền mua nhà ít hơn, người ta sẽ không có uh, refinance nhà người ta lại thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến tài chính rồi. Dịch vụ dụ giáo dục cũng bị ảnh hưởng, y tế, dịch vụ chuyên môn và kinh doanh cũng bị giảm tại vì lạm phát hoặc là bị ảnh hưởng đến từ Fed. Cho nên chúng ta bắt đầu đã thấy là những gì mà Fed làm đó, đã bắt đầu là có cái sự ảnh hưởng liên quan đến thị trường việc làm rồi nếu như mà chúng ta nhận được những cái thông tin là phần trăm thất nghiệp tăng lên á thì fed không có cách nào khác ngoại trừ là phải ngưng tăng lãi suất mà thôi đó là cái suy nghĩ của thuận Ngày mai đó là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ thì chúng ta có một lời phát biểu đến từ chủ tịch của Fed ở Atlanta là Raphael Bostic và ngày thứ sáu cuối tuần này ra chúng ta sẽ có cái thông tin à, mà mọi người chờ đợi đó chính là thông tin liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ và tháng vừa rồi đó là 3,5% là rất thấp tháng này ước tính cũng là 3,5%. À, nghĩ là cái phần trăm cũng sẽ thấp tại vì đây là ước tính của cái tháng 7 Cho nên à, Thuận nghĩ là phần trăm sẽ thấp quan trọng là những cái tháng kế tiếp này sẽ là sao và Fed đó là một đơn vị mà thường nó sẽ là phản ứng nhiều hơn là chuẩn bị có nghĩa là chúng ta thấy được là phần trăm lạm phát tăng rõ ràng rồi mà Fed vẫn chưa làm gì hết cho đến khi nào phần trăm lạm phát thực sự là tăng quá chóng mặt thì Fed mới phản ứng mà thôi. Các bạn đã nhớ là năm ngoái đó, mặc dù là có nhiều lời khiến nghị là Fed nên suy nghĩ đến là quản lý phần trăm lạm phát nhưng mà Fed nói là lạm phát chỉ là tạm thời mà thôi, cuối cùng không phải. Thì đương nhiên ngược lại đó, thường nghĩ là đối với cái phần trăm thất nghiệp, Fed cũng sẽ phản ứng hơn là chuẩn bị. Khi là Fed sẽ cứ tăng lãi suất cho đến khi nào mà nhìn lại phần trăm thất nghiệp đó đã đến một cái con số cao rồi, à, thì lúc đó Fed mới bắt đầu sợ và không tăng lãi suất nữa. Và thị trường nó thì đang chờ đợi cái ngày là Fed ngừng tăng lãi suất. Thậm chí nhiều người đang chờ đợi Fed quay đầu à, giảm lãi suất. Thì à, lúc đó mọi thứ đó sẽ xanh trở lại. Đó là cái suy nghĩ của Thuận dòng tiền à, sẽ không còn bị siết chặt nữa. Bây giờ dòng tiền đã bị siết chặt, cho nên ảnh hưởng lớn đến đầu tư chúng ta chuyển qua nói tới một số những thông tin nổi bật liên quan đến crypto đi thì không uh, biết là bạn nào đó thì uh, cũng muốn uh, có được cái uh, bản chất đàn ông của bà Talic. À, nhưng mà đáng tiếc đó là cái nón của Vitalik tha đội đó đã hết hàng rồi các bạn thấy được đây là cái uh, siêu thị walmart thì uh, cái nón này họ đã bán hết rồi và tha lịch đúng là một người đi trước hả trang thôi bây giờ các bạn mà thôi thì tuy là chúng ta có thể thấy được là cái thị trường crypto đã khá là im lặng trong nhiều mấy ngày qua nhưng mà hôm qua đó chúng ta có jim Cramer kêu gọi mọi người đó hãy bán hết crypto đi tại vì Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và crypto sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hôm nay chúng ta cũng có cái lời khuyên tương tự đến từ không khác hơn đó chính là ngân hàng JP Morgan Thì JP Morgan nói đó là Mọi người nên tránh xa cổ phiếu và Bitcoin à, Nói riêng à, tại vì à, tình hình Là chúng ta sẽ tiếp tục thấy là Phép tăng lãi suất, à, tình hình của tài chính Nó sẽ bị siết chặt tiếp tục Và ảnh hưởng đến giá cả của cổ phiếu và Bitcoin Đó chính là cái lời khuyên của à, JP Morgan Nhưng mà sự thật đó thì ngắn hạn không ai biết được đâu các bạn à, Các bạn có thể lên trên những cái mạng xã hội Thì các bạn sẽ thấy được là Mỗi người đều có mỗi suy nghĩ riêng về uh, trong thời gian 1-2 tháng tới đây giá cả của BTC hay là crypto sẽ ra sao Thuận thì không quan tâm nhiều đến ngắn hạn, Thuận chỉ tiếp tục trung bình giá thời điểm này Tại vì Thuận vẫn nghĩ là cho dù là giá, uh, đương nhiên nếu giá lên thì tốt Nếu như mà giá xuống đó thì ngay cái mức này, đối với Thuận vẫn là cái thời điểm tốt để mà tích lũy dài hạn Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Và hôm nay cũng có một cái thông tin rất là nổi trong thị trường crypto Đó chính là bộ trưởng tư pháp của DC đó là Carl Racine Thì người này đó đã kiện tỷ phú Michael Saylor trốn thuế và nợ khoảng chừng là 25 triệu tiền thuế ở tiểu bang DC Thì vụ kiện đó cũng nêu tên Michael Strategy Nghĩa là công ty của Michael Saylor đó đã âm mưu giúp Michael Saylor trốn thuế thì vụ uh, kiện này là gì thì Saylor đó bị cáo buộc là nói dối là cư trú tại Florida nơi mà không có thuế thu nhập cá nhân trong khi mà thực sự là sống ở DC và trốn thuế thì ở hoa kỳ đó tùy theo các bạn ở tiểu bang nào có khoảng chừng là vài tiểu bang đó thì không có thuế thu nhập cá nhân của tiểu bang có nghĩa là tiểu bang đó đó họ uh, có một cái cách khác để mà lấy thuế để mà hoạt động tiểu bang của họ và Florida đó là một trong uh, những cái nơi mà không có đóng cái thuế thu nhập cá nhân cho tiểu bang nhưng mà Cali thì có, DC cũng có thì cái điều bị kiện này đó có nghĩa là Michael Saylor sống ở DC dựa theo lời cáo buộc đến từ bộ trưởng tư pháp của DC thì Michael Saylor đó là sống ở uh, District of Columbia ở uh, DC nhưng mà lại không có đóng thuế thu nhập cá nhân cho DC nhưng mà lại nói là sống ở Florida cho nên bây giờ đó là nợ 25 triệu đô la tiền thuế thì thật ra đó um, chúng ta cũng thấy có rất nhiều những bài viết uh, liên quan đến cái sự kiện này trên uh, những cái uh, trang liên quan đến crypto tại vì Michael Saylor một nhân vật nổi tiếng trong crypto mà cho nên uh, rất nhiều những cái thuyết âm mưu được chia sẻ tại sao mà Carol Racine là tổng chương lý của DC đó lại uh, đưa cái lời thông báo này lên trên Twitter có phải là hai bên có hiềm khích gì hay là không hay là có phải là Carl Racine là người mà không thích crypto hay không thì thật ra Thuận đã dành thời gian để mà tìm hiểu thì Thuận bây giờ vẫn chưa có một kết luận gì liên quan đến là có phải là người này với Michael Saylor là có hiềm khích gì hay là có liên quan đến crypto hay là không Thuận chỉ biết đó là bộ trưởng tư pháp của DC đó thì người này là một cái người mà rất thích à, mạng xã hội các bạn thì được là ở trên Twitter đó hầu như ngày nào cũng à, chia sẻ thông tin trên Twitter hết cho nên về việc là chia sẻ cái vụ kiện này với lại một người nổi tiếng như là Michael Saylor đó thì cũng là một cách để mà quảng bá tên tuổi của mình tại vì Michael Saylor cũng là một người mà có tên tuổi à, và chúng ta thường là trước đây đó thì người này cũng đã từng à, chia sẻ những cái à, thông tin tương tự là đi kiện người này người kia thì nói chung đó, bây giờ tôi cũng không muốn thấy cái này có liên quan gì trực tiếp đến crypto hết Chỉ là Michael Saylor đó dựa theo lời cáo buộc thì đang bị nợ một số thuế khoảng chừng là 25 triệu Thì Michael Saylor tỷ phú mà con số này thật ra đối với Michael Saylor cũng cảm thấy là không phải là một con số Mà sẽ khiến cho Michael Saylor gặp rắc rối gì đâu à, Chúng ta thấy được là giá của BTC là khoảng 20.000 hiện tại thì Michael Saylor chỉ Cần bán khoảng chừng là 1.250 BTC mà thôi là, là có thể quyết được 25 triệu rồi. Thôi nói dạy những bạn mà thôi. Tới bây giờ thì Michael Saylor vẫn không có uh, chia sẻ bất cứ thông tin gì trên cái uh, Twitter cá nhân của mình. Nhưng mà đây là một cái vụ kiện có nghĩa là lời cáo buộc mà thôi. Chưa có lý do gì nghĩ đó là sự thật hết và cũng không có dấu hiệu gì cho thấy được đây là liên quan đến crypto các bạn thấy được là cổ phiếu của Michael Strategy đó thì hôm nay xuống một chút xuống khoảng chừng là 3.6% khi mà có thông tin này và khi mà đóng cửa thì xuống thêm 1.47% nhưng mà cái phần trăm đi xuống này đã cũng không hẳn là nhiều và nhất là hôm nay là một ngày mà có nhiều màu đỏ xuất hiện ở trong cổ phiếu thì cũng không có phải là một cái gì đó có sức ảnh hưởng quá lớn chúng ta cũng có cái uh, thông tin liên quan đến uh, Cardano thì chúng ta cũng đã biết là mọi người đang chờ đợi cập nhật kế tiếp của Cardano đó chính là cái cập nhật Harvard basel đây là cập nhật mà có một số những cái cải tiến sẽ khiến cho mạng lưới của Cardano tốt hơn, à, nhanh hơn và có hiệu quả hơn. À, Thuận thì không muốn làm về công nghệ cho nên sẽ không muốn chia sẻ chi tiết những cái cập nhật này là như thế nào với các bạn. Chỉ biết đây là một cập nhật rất là lớn và đã chờ đợi hai tháng rồi và chúng ta cũng đã biết là một trong những cái mà cần thiết đó là những cái máy nô, uh, những cái người mà chạy những cái pool staking đó, thì họ cần phải update lên phiên bản mới nhất thường nhớ là 1 35 3 và cần 75% thì cập nhật này sẽ có thể thực hành và chúng ta đã thấy được là con số đó đã đạt được rồi nhưng mà bây giờ vẫn chưa có cập nhật thì chúng ta đang chờ đợi cái gì? Thì uh, dựa theo Input Output Hong Kong đó, đây là cái đơn vị mà hỗ trợ Cardano thì uh, họ nói là tính cho đến tuần này đó thì chúng ta đã có hơn 80% của những cái uh, stake pool đó, cái hội staking đã cập nhật phiên bản mới nhất và đã có khoảng chừng là 70% của những cái ứng dụng phi tập trung đã cập nhật rồi. Nói chung đó thì uh, chúng ta đã thành trong cái phần này. Cái mà đang chờ đợi bây giờ đó là chúng ta đang chờ đợi những cái sàn giao dịch cập nhật và dựa theo thông tin uh, tính đến ngày hôm nay uh, thì chúng ta đã có hai cái sàn giao dịch À, họ đã xác nhận là cập nhật rồi và bây giờ còn 27 sàn giao dịch là họ đang cập nhật. Trong đó đã có 5 sàn giao dịch à, là nằm trong cái top 10 cung cấp tính thanh khoản cho Cardano. Nói chung là khi mà có được thông tin là những cái sàn giao dịch này đã cập nhật và sẵn sàng thì chúng ta sẽ có cái hard fork cập nhật Basel của Cardano. Có thể là trong thời gian ngắn mà thôi, dựa theo uh, những gì thuận hiểu đó thì có khả năng là cập nhật 3 số này À, sẽ song song với lại cái à, cập nhật của Ethereum đó chính là hiện tượng The Merge à, sẽ xảy ra trong vòng 2 tuần thì tùy theo là những cái sàn dịch này đã tốn bao nhiêu thời gian để cập nhật có thể là chúng ta sẽ có cả hai luôn Cardano cập nhật Vaso và Ethereum sẽ có hiện tượng The Merge nói tới Ethereum thì chúng ta có thể thấy được là tiếp tục chúng ta có à, càng ngày càng nhiều những cái số lượng Ether Stake trong uh, Ether 2.0, chúng ta tính đến ngày hôm nay đó ta có tổng cộng là khoảng chừng 13.196.480 triệu Ethereum uh, đã stake và chúng ta có nhìn thấy được là con số này đó là đáng giá rất là nhiều và chiếm tỷ lệ đó là khoảng 10,8% của tất cả Ether trên thị trường hiện tại đang stake trong cái mạng lưới Ether 2.0 này. Và đương nhiên uh, càng nhiều Ether stake đó thì càng uh, nhiều người lo lắng là khi mà có hiện tượng merge có phải chúng ta sẽ thấy được là cái con số lượng Ether mà đang stake này đó, 13 triệu Ether này à, sẽ được trả trở lại cho những người mà staking thì có khả năng là họ sẽ đâm cái số lượng Ether này lên trên sàn dẫn đến giá cả của Ether xuống hay không? Thì à, đội của Ether đó đã giải thích rõ ràng là khi mà hiện tượng mơ xảy ra đó, thì cái số lượng... Ether đang stake này cũng sẽ không được trả lại cho những người mà tham gia vào staking Mà phải đợi để cập nhật kế tiếp ở chính là cập nhật Shanghai Là khoảng chừng 6 đến 12 tháng sau thì lúc đó cái số lượng Ether này mới được rút ra Cho nên khả năng khi mà tôi mơ xảy ra cái số lượng Ether stake này đó đã trong vòng 2 năm qua người ta tham gia vào staking vẫn chưa rút ra được đó, thì cũng sẽ không trả lại cho đến khi nào có cái nhật kế tiếp khoảng chừng là một năm nữa thì mới trả lại đó là thông tin mới nhất mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn Bản thân Thùng thì cũng đang có một số lượng Ether Staking 2.0 Các bạn đã biết là Thùng nhớ là một năm trước nhưng mà nhìn lại thời gian thì rất là nhanh Đã 2 năm rồi Cái số lượng đó nằm ở trong Staking Ether 2.0 mà Thùng cũng không thể rút ra được Và phải tiếp tục chờ đợi thêm khoảng chừng một năm nữa và nói tới Ether thì chúng ta có cái mạng lưới tầng 2 là Arbitrum của Ethereum đó đã thành công à, uh, cập nhật Nitro thôi thì không có sử dụng Arbitrum thường xuyên Nhưng mà không biết như bạn cũng rất quan tâm đến mạng lưới tầng 2 của Ethereum Arbitrum này Thì họ đã thành công cập nhật Nitro rồi Một số những thông tin ngắn khác thì muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta có cái thông báo Thông báo này là đến từ uh, ngân hàng Thụy Sĩ sì Credit Suisse Thì họ nói đó là họ đang lưu trữ khoảng chừng là 31 triệu crypto cho khách hàng của họ thì nói chung 31 triệu này đó có thể là thuần với các bạn nghe nói nhiều nhưng mà nếu như mà so sánh với là những công ty mà chuyên lưu trữ crypto khách hàng đó nhất là những sàn giao dịch thì con số này rất là nhỏ. Nhưng mà nói chung thì chúng ta cũng đã thấy được là bây giờ ngân hàng như là Credit Suisse cũng có dịch vụ lưu trữ và thực sự cũng đã có nhiều khách hàng lưu trữ crypto trong dịch vụ của họ. Chúng ta cũng có thông tin đến từ Pairway thì tổng thống của Pairway đã không ký cái lệnh để có thể công nhận đào BTC là một ngành chân chính của Payway thì lý do tại sao thì tổng thống của Payway nói đó là thật ra Payway là một quốc gia nhỏ và họ cũng không có nhiều điện đào của BTC đó thì ước tính là càng ngày càng tốn thêm nhiều điện và thật ra đó sẽ dẫn đến là Payway Uh, sẽ phải nhập điện bên ngoài vào và đó là điều mà ông ta không có muốn. thì nói chung cũng không có liên quan gì trực tiếp đến BTC là xấu hay tốt chỉ là Pairway không phải là một già hiện bây giờ có dư điện để mà đào BTC không giống như là Hoa Kỳ và một số những quốc gia khác. và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là sàn FTX đã đưa ra thông báo là sẽ uh, hợp tác với lại thành phố Busan của Hàn Quốc đây là thành phố lớn thứ nhì và họ sẽ có một cái uh, chi nhánh FTX ở Hàn Quốc trong vòng một năm và đương nhiên đây là cái thông tin uh, sau khi chúng ta nghe nói tới sàn Binance thì uh, CEO của sàn Binance đó là CZ uh, thì cũng uh, đã cam kết là quyên góp một số tiền uh, để mà hỗ trợ cái ngành blockchain của Busan ở Hàn Quốc. Các bạn đang thấy được là những người nào mà tham gia mới đây thì có thể là không có đành năm 2017 đó, lúc đó thì uh, ở Châu Á đó cái nơi mà sôi động nhất liên quan đến crypto đó chính là Trung Quốc. Rồi đột ngột đó là tháng 9 của năm 2017 thì Trung Quốc lại ra quyết định là cấm sàn giao dịch và cấm ICO. Sau đó chúng ta lại thấy được là ở Nhật Bản và Hàn Quốc lại trở thành hai cái nơi rất nóng cho crypto. Nhưng mà sau đó đó thì Hàn Quốc lại ra quyết định là cấm ICO và bắt đầu là hạn chế những sàn giao dịch và ngay cả Nhật Bản cũng như vậy bắt đầu đưa ra những luật là những sàn giao dịch là phải có màn hoạt động. Thì nói chung đó, hiện bây giờ Trung Quốc vẫn chưa có cho hoạt động crypto trở lại như này trước đây. À, chúng ta thấy được là bây giờ à, Hàn Quốc và Nhật Bản đó, sau một thời gian cấm trong vòng 2 năm qua thì cũng đã thả lỏng hơn một chút. Tôi nghĩ là những cái sàn giao dịch mà sống sót tới bây giờ đó, khi mà họ à, càng càng à, lớn mạnh hơn và có nhiều tiền hơn đó, thì à, họ trở lại những quốc gia như Hàn Quốc, như là ở Nhật Bản và bắt đầu là dùng tiền để có thể... À, đóng góp cho quốc gia đó để có thể là xin quốc gia đó thả lỏng về crypto một lần nữa và có nhiều tin đồn là trong thời gian tới đây chúng ta sẽ bắt đầu có những cái thông tin là Hàn Quốc sẽ cho ICO hay là IDO trở lại cái đó thường cũng không có rõ nhưng mà bao nhiêu năm qua đó biết bao nhiêu là người chờ đợi Trung Quốc mở cửa chào đón crypto trở lại thường nghĩ là chúng ta phải chờ đợi một thời gian dài tại vì uh, Trung Quốc uh, thường nghĩ cho tới bây giờ họ cũng đâu có mở cửa để mà chào đón Facebook hay là Google hay là YouTube đâu. Và đây là tất cả những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. À, một cái video chủ yếu là liên quan đến tin tức mà thôi. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì cứ bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, Bitget hay là Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và một lần nữa